Chào tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nhá. Hôm nay bên shop em là Quyết Bắc Giang lại giới thiệu cho các bác mấy cái đầu máy này. Một con Way 100 này, một con Future 2 đen. Đấy, Future 2 đen và một con Dream Thái và một con Way ZX và một con máy đứng của con xe ba gác các bác nhá. Máy đứng một xe ba gác thì cái giá tiền thì bên em đều có mã và giá tiền nhá. Thì các bác làm mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em ba số điện thoại nha, là 0364011683 và 0983198883. Và một số nữa là 0915198853. Hai số điện thoại trên và một số điện thoại dưới là bên em hay thường trực nhá. Thì anh em cứ ưng được con nào thì các bác cứ điện trực tiếp số điện thoại nhá. Thì bên em đều có giá tiền và mã nhá. Thì anh em cứ ưng được thì bên em đều có để giá tiền công khai. Còn không thì anh em xem video cho nó vui thì anh em nhớ đăng ký kênh cho kênh một nút like nhá. Sau có video là hay thì anh em có thể xem được. Rồi đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu các bác một con xe ba gác, con máy con ba gác này. Con này thì hàng nó là hàng nhập khẩu Trung Quốc nhá. Đây. Con này thì nó bị hơi dỉ lắp cam dàn cò rồi. Đấy, dàn cò trên. Thì con này là hãng máy Rong Sen nhá, con này là V8. Con này thì máy là côn zin, điện zin, vách giữa siêu trẻ. Đấy, con này rất là ngon đấy các bác nhá. Rất là ngon luôn, con này là máy 250cc nhá. 250cc. Làm mát bằng nước nha các bác nhá, có kèm theo cả chế hòa khí này. Nói chung là cái con này nó lổ vẫn còn rất là ngon nhá, về anh em thay. Ý là nó chạy thì nó đôi khi là nó bị ấy thì nó chỉnh cái dàn cò nó hơi kêu một chút thôi, chứ còn máy móc là chưa bổ nha các bác nhá. Đây này, côn kiếc mới lại hơi hiếc vẫn là zin của nó hết các bác nhá. Máy cực kỳ ngon luôn. Mà giá cửa tiền nó rất là rẻ thôi, 3.400.000 đồng bao ship nhá, máy V8. Mã V8 nha các bác nhá, là 3.400.000 đồng. Bình thường là anh em nếu mua con 250cc là anh em phải mua đến 7 đến 8 triệu đồng một con này nhá. Đây là con máy hãng hàng Rong Sen. Hàng Rong Sen nha các bác nhá. Đây em quay chi tiết đây. Chế hòa khí là PZ27 thì nó sẽ có đủ cả quả ga đây, nhưng mà hôm nay em để tí anh khi em đóng hàng đi cho các bác là đều đầy đủ hết nhá. Đấy. Đây. Dầu mỡ đây. Đấy, dầu vẫn sáng nha các bác nhá. Đây, máy móc bên trong vẫn là rất là sáng nha các bác nhá. Thì con này chạy vẫn còn rất là ngon. Giá cửa tiền nó chỉ có 3.400.000 thôi. Anh em ưng được cục này thì bên em còn rất nhiều cái loại máy này nhá. Thì các bác là cứ đăng ký kênh. Thì cái này em chưa dọn rửa gì hết các bác nhá. Nếu mà dọn rửa thì nó sẽ sạch sẽ hơn một chút. Đây này. Nhiều khi các bác mua những cái đồ nó đắt này, cái hơi là nó mất tầm 700-800.000 này. Cái đầu bò cũng đắt này. Cái đầu bò thường thường nó rất là hiếm nhá. Thì bên em có cũ, nhưng mà ví dụ anh em mà mua mới này là cái này thì nó lắp chung khung sườn cho cái dòng Longin 35 chữ A này, thứ hai là Insean này, nó vừa hết nhá, cái chân máy này nó vừa hết các bác nhá. Vì cái giờ tất cả các form máy bên Trung Quốc thì nó sẽ là đều form như nhau hết. Đấy, anh em mua được củ đề mấy trăm rồi, điện nữa, tất cả nữa. Đấy, đây này, con này nó có khi là chạy chưa hết còn một tấn tuấn tấn giữ máy này tuấn ơi. Đấy. Đấy. Anh em thấy số không? À, con này nó là số cập kênh. Số cập kênh nhé các bác nhá. Thì cái bàn này nó hơi bị đấy. Đấy. Số anh em thấy số rất là mượt nhá. Đấy. Con này còn lỗ rất là ngon đấy các bác nhá. Thì giá tiền của nó là 3.400.000 đồng. Con này là có mỗi cái lắp này là nó bị dỉ dầu hay là ấy thì nó đi lại keo thôi, chứ còn nó còn rất là ngon các bác nhá. Rất là ngon. Rồi, qua mã đi. Rồi, tiếp theo em giới thiệu có một con thứ hai nữa là con Way. Con Way là con C100, máy 100 nhá các bác nhá, C21. Giá 4.300.000, con này đời cao nhá, đời 2015. Đời 2015 nhưng mà bây giờ bên họ vẫn sản xuất nhá. Cái này là Honda Guizhang sản xuất tại Trung Quốc. Form máy rất là mới, rất là đẹp luôn. Thì con này nó zin toàn bộ nhá. Nó đời 2015-2016. Chế là chế Kenhin này, nó vào chế Kenhin hết rồi các bác nhá. Thì anh em có thể lắp cho Way zin tàu hoặc là Way xịn, Honda xịn nhá. Thì con này nó rất là ngon. Đấy, số má bị cái này bị quạt mất cái cần khởi động, cần số đây. Cái nước sơn anh em mình nhảy nước sơn nó vẫn đạt 90% nhá. Đấy, 90%. Con này là mã C21, nhưng hôm nay em giảm sâu cho các bác nhé. Giá còn 4 triệu bao ship nhé. Theo cần đạp cần số mang cá với lại chế hòa khí nhé. Đấy, củ đề vẫn là củ đề zin con ong của nó nhé. Và hơi cũng vậy, hơi zin. Con này thì nhiều bác về lắp chạy để các bác chạy ga này hoặc là chạy dịch vụ ấy.
thì đi rất là ăn rất là ít xăng nha các bác nhá, ăn rất là ít xăng. Tại vì máy 100 ấy thì là có nhiều bác thì cũng không cần phải yêu cầu là máy khỏe, chỉ cái chạy phà phà đấy anh em chạy được kiếm cơm thì nó rất là hợp lý. Thì máy nó cũng vừa chất lượng và vừa bền, nó là dòng Honda các bác nhé, chứ không phải là hàng nhái, nó là nhà hàng Trung Quốc đâu, thì nó là Honda sản xuất tại Trung Quốc nhé, thị trường Trung Quốc, nên là form máy nó vẫn khác ở của thị trường Việt Nam. Cái giá tiền của nó thì 4 triệu thôi, nhưng mà được cái là máy zin toàn bộ nhé anh em, về là máy có bảo hành, là máy móc lủ ngon êm, côn không hú đấy, là máy móc lủ êm. Đầu hơi cái đầu bùa chưa ra khói nha các anh em nhá, hơi chưa ra khói đấy. Thì anh em mua được con này thì anh em bỏ ra cái mức tiền là 4 triệu thôi, con này C21 các bác nhá. Rồi tiếp theo em giới thiệu con một con thứ ba nữa là con Super Dream, đời Dream Thái máy Nhật nhá. Đây con Dream Thái máy Nhật đây, con này còn lổ rất là ngon nha các bác nhá, con này lổ rất là ngon. Thì nó sẽ kèm theo các bác là độc cục máy như này thôi. Đây cục máy nó kèm theo cả dây điện này. Đấy, dây điện nha các bác nha. Đấy, dây điện cần đạp cần số. Con này đầu bò nó chạm rồi, nhưng mà vẫn giữ được là cái đầu bò ET chế hoa khí. Và hơi vẫn là hơi xịn nha các bác nha. Vách máy thì nó đã chạm rồi, có vách giữa chưa trẻ thôi. Vách giữa chưa trẻ và củ đài chưa thay nhá. Củ đài chưa thay. Đây, những nguyên của nó đây. Vách máy là vách máy Thái đấy các bác nhá, không phải vách máy tàu đâu. Đấy là Dream Thái máy Nhật đây. Đời Dream Thái máy Nhật. Con này là mã V7 nhá, giá 4 triệu đồng. V7 giá 4 triệu đồng. Thì con này cũng rất là ngon, rất là ok. Thì anh em cảm thấy ok được con này thì nó con Dream Thái máy Nhật. Con này 4 triệu máy móc thì cam kết các bác máy lổ ngon êm, không có khói nhá. Và máy bên em tả rất là chuẩn luôn. Thì mua anh em mua những con Dream Thái này về chạy chỉ có mượt thôi. Rất là ngon. Thì con này cửa tiền của nó là giá 4 triệu đồng nhá. 4 triệu đồng bao ship cho tất cả anh em. Kèm theo dây điện phụ kiện đầy đủ nhá. Rồi, tiếp theo đến một con thứ tư ngày hôm nay. Nó là con Honda Fuel 2. Đấy, form máy rất là đẹp nhá. Thì con này nó sẽ kèm theo cần đạp cần số với chế hoa khí. Và form máy nó cái lốc nó giống Hoa Thị nhá. Thì nó Honda này. Thì con này là giá của nó là 4 triệu 300 nghìn đồng. Con này là mã D10 nhá. D10 giá 4 triệu 300 nghìn đồng, em bớt cho các bác 300 còn 4 triệu nhá. Đây, chế hoa khí của nó là còn rất là ngon nha các bác nhá, rất là ưng luôn. Đây. Con này chạy cực kỳ ngon luôn các bác nhá. Con này thì nó zin toàn bộ. Đấy, zin toàn bộ. Đấy, nếu anh em nào mà có nhu cầu muốn mua ấy, con này ấy, thì là cứ cọc trước cho em 500. Nhận hàng anh em thanh toán lốt. Đấy. Máy móc cực kỳ ngon luôn nhá. Thì anh em có thể lắp cho Fuel 2 hoặc là anh em lắp cho Fuel Leo, thì cái lốc máy hoặc là tất cả mọi chi tiết đều sang máy hết cho anh em nhé. Thì nó sẽ con này nó có đầu bò ống hơi, nó giống con Uy Thái 125i. Đấy, Uy Thái 125 nhá, thì là nó giống Uy Thái ở giữ máy đây. Đấy, số nó vào ok, nhưng mà ý là cái này đây đấy, số nó vào tách cả kia các bác nhé. Đấy số này còn rất là ngon, nhưng mà anh em phải xoay, ý là khi lổ máy nó vẫn có độ cựa đấy, anh em vào số thì nó mới được kia các bác nhá. Rồi con này thì giá của nó là 4 triệu đồng nhé các bác nhá, là đầu bò zin này, có lẽ em chưa vệ sinh nhá, thì là đầu bò zin, côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ, củ đầy chưa thay. Anh em là muốn làm lổ con này thì anh em có thể điện trực tiếp cho bên em nhé, con D10. D10 nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác một con cuối cùng ngày hôm nay sẽ là con UZX100. UZX100, con này thì giá cửa tiền của nó là 3 triệu 300 nghìn đồng. V6, con này máy cực kỳ ngon luôn. Máy móc lổ ngon êm không có khói nha các bác nhá. V6, con này thì tả qua cho các bác là con này đầu bò đã chạm rồi. Đầu bùa nó đã chạm, nếu mà con này zin đẹp ấy, thì nó rơi tầm 5 triệu nhá. Nhưng mà con này nó là côn zin, vách giữa chưa trẻ, điện chưa thay, đầu bùa đã chạm để thay sắc măng, còn nó vẫn là hơi xịn này, vẫn là hơi xịn nhá. Thì đôi khi chạy trong quá trình chạy ấy, thì là nó có thể là cái sắc măng nó mòn. Thứ hai nữa là nó vệ sinh lại cái lòng một chút, nó thay sắc măng là mình đã chạy lại ngon tiếp. Đấy, thì con này thì nó vào keo đây, nó trông hơi bẩn, thì cái giá tiền nó thì bên em
đang bán có 3.300.000 đồng thôi. Đấy, 3.300.000. Thì máy bên em vẫn cam kết là máy móc lỗ ngon êm không có khoáy. Ngon êm không có khoáy nhá các bác nhá. Thì con này 3.300.000 em bớt các bác còn 100 còn 3.200.000 nhá. Con này là củ đề đã thay rồi. Nhưng mà củ đề nó vào củ đề mới vẫn rất là ngon. V6 giá 3.200.000 đồng. Máy uây dãy đích được cái côn zin điện zin, vách giữa chia trẻ nhưng đầu bò đã tháo các bác nhá. Đây kèm theo đầy đủ hết là bình xăng con này. Đấy, chế hòa khí bình xăng con này. Đấy, IC con nạp nhá. IC con nạp đầy đủ. Bên em là bán kèm đầy đủ hết cho các bác nhá. Anh em ưng được cục này thì anh em mã V6 giá 3.200.000 đồng nha anh em nhá. Đấy, đầu bò vẫn là HVL21. Con này là nguyên đồ trên xe là đồ Honda hết, nó không có bị lai tạp một cái thứ gì cả. Mỗi củ đề lai thì nó không đáng kể vì nó là phần ngoài của máy anh em nhé, nên là nó không ảnh hưởng gì. Anh em đừng quá chú trọng vào cái phần cơ, vì cái nếu mà anh em mà thêm 200 nữa thì bên em sẽ thay các bác củ đề xịn nhá. Rồi em kết thúc video đây, chào tất cả các bác, tất cả anh em.